Tiếp tục thực hiện chương trình chung tay vì người nghèo, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang phối hợp cùng với nhà tài trợ đã đến bàn giao căn nhà mái ấm yêu thương cho gia đình chị Thị Ni, ngụ ấp Dàm Trầy, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất. Hoàn cảnh gia đình của chị Thị Ni thuộc diện khó khăn, không đất sản xuất, không nghề nghiệp, nuôi hai con nhỏ. Nguồn kinh phí xây dựng nhà do anh Bùi Thế Dũng, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng. Tiếp đó, đoàn công tác Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang phối hợp chính quyền địa phương, Ủy ban nhân dân xã Thuận Hòa, huyện An Minh dự lễ khánh thành cây cầu kiểm lâm Bần B Xẻo Quao. Đây là công trình dân sinh thiết thực phục vụ cho hàng trăm hộ dân sinh sống trên địa bàn hai ấp Bần B và Xẻo Quao. Cầu có chiều dài 30m, rộng 2,5m, tổng kinh phí xây dựng trên 250 triệu đồng do câu lạc bộ doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.